việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam đã hợp lý hay chưa. Vào ngày 22 tháng 11, Quốc hội Việt Nam thảo luận về dự luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã nêu ý kiến thấy rằng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với máy điều hòa nhiệt độ như hiện nay là đẩy lùi sinh hoạt của người Việt Nam về 40-50 năm trước đây. Theo đại biểu Nghĩa, hiện nay người lao động tại các khu nhà trọ cũng phải lắp máy lạnh để sử dụng cho gia đình. Với một nước nhiệt đới như Việt Nam, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với máy điều hòa có hợp lý hay không? Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng nêu ý kiến rằng vào năm 1998, máy điều hòa từng bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt là 20%, nhưng tới năm 2008, nhà nước đã thấy không hợp lý nên kéo xuống còn 10%. Tương tự, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cũng nêu cái vấn đề cần áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu ở mức thấp nhất như có thể. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, mặt hàng xăng dầu hiện nay không phải là mặt hàng xa xỉ thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các đại biểu Quốc hội đều đồng tình thấy rằng dự thảo sửa đổi luật tiêu thụ đặc biệt lần này cần phải đưa máy điều hòa và một số hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động ra khỏi danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì mới hợp lý. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu áp dụng với một số hàng hóa và dịch vụ mang tính chất xa xỉ với mục đích nhằm hạn chế tiêu dùng để điều tiết sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng của xã hội, đồng thời tăng thu ngân sách cho nhà nước. Nhà nước Việt Nam tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết sản xuất và tiêu dùng với mặt hàng có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá để tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng thiết yếu cho dân sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, vì vậy đã gây tranh cãi về tính hợp lý của nó. Ví dụ như năm 2019, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đề xuất này thiếu căn cứ, nhất là khi điện thoại di động là mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hiện nay. Hay vào đầu năm 2004, việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đã làm tăng giá xe hơi, khiến mức lạm phát cao trong năm đó. Công luận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam đã xác định là nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng trên thực tế, khi nhà nước đưa ra các chính sách liên quan đến vấn đề kinh tế xã hội, nguyên tắc của dân, do dân, vì dân vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ để đảm bảo quyền lợi của người dân. Theo đó, những hàng hóa xa xỉ như ô tô, tàu thủy hay hàng hóa không được khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt là điều cần thiết. Trong khi đó, xăng dầu là mặt hàng hết sức thông thường, người dân tiêu thụ hàng ngày và không phải là hàng hóa xa xỉ. Tại sao nhà nước đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, trong khi các sản phẩm rượu, bia, thuốc lá ở Việt Nam lại thuộc loại rẻ nhất trên thế giới? Mới đây vào tháng 2 năm 2023, trước kiến nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt là phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như xăng dầu cũng là nhiên liệu không tái tạo, cho nên cần phải thu thuế tiêu thụ đặc biệt để buộc người dân phải sử dụng tiết kiệm loại năng lượng này. Theo giới phân tích, việc Việt Nam tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm tăng thu ngân sách là điều cần thiết, nhưng cần phải tính toán kỹ lưỡng vì việc tăng thuế sẽ gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của đa số người dân và cả nền kinh tế đất nước. Bài học cho Thủ tướng Phạm Minh Chính: dự án kênh đào Phú Nam Techno nhận trái đắng từ Trung Quốc. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với vốn đầu tư lớn tới 67 tỷ đô la được đánh giá là lớn nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Đến nay, về tiến độ, chính phủ đề xuất hoàn thành công tác báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thiết kế vào năm 2025 đến 2026, khởi công dự án vào năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035. Cho dù lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần trấn an rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn lực trong nước, không vay vốn từ nước ngoài, nhưng theo giới phân tích, Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận lợi. Bởi vì lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài khác có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá gần 70 tỷ đô này. Về thông tin liên quan đến dự án kênh đào Phú Nam Techno, một dự án mà Trung Quốc đầu tư tại Campuchia với chi phí khoảng 1,7 tỷ đô la. Mới đây nhất, truyền thông quốc tế đưa tin công trình này đang dậm chân tại chỗ vì Trung Quốc đã mang con bỏ chợ, ngừng cấp vốn với lý do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc sắp gia tăng. Theo đó, nhà nước Campuchia đang phải nhận trái đắng các nhà đầu tư Trung Quốc đã kém mặn mà đối với dự án kênh đào Phú Nam Techno vào thời điểm hiện nay. Phải chăng cha con ông Hun Sen sau một thời gian hứng khởi quá mức nay đã có dấu hiệu sập bẫy nợ của Bắc Kinh?
Đây cũng là một bài học cao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trong mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc. Dự án kênh đào Phù Nam - Thạch Hồ là một dự án đầy tham vọng của Campuchia nhằm giảm sự phụ thuộc về giao thông đường thủy của nước này vào các cảng của Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói Trung Quốc sẽ đóng góp 49% nguồn vốn đầu tư cho dự án và điều đó sẽ giúp quốc gia này tự thở bằng mũi của mình. Theo giới quan sát, sau lễ khởi công hoành tráng công trình kênh đào Phù Nam - Thạch Hồ vào ngày 5 tháng 8, hơn 3 tháng sau, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về khoản đầu tư của Trung Quốc và dường như không có tiến triển nào tính tới thời điểm hiện nay. Trong khi đó, theo giới phân tích, việc Trung Quốc thiếu cam kết rõ ràng về nguồn vốn có thể đẩy toàn bộ dự án vào tình trạng nguy ngập, đặc biệt là triển vọng tài chính. Trong khi Bắc Kinh đang cắt giảm đáng kể các khoản đầu tư ra nước ngoài, kể cả những quốc gia họ xem là đối tác chiến lược như Campuchia, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Công luận Việt Nam bày tỏ lo ngại về khả năng Trung Quốc tham gia đầu tư xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, với lý do đã có rất nhiều công trình do nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện tại Việt Nam gặp phải các vấn đề đội vốn, chậm tiến độ và chất lượng kém. Ví dụ điển hình là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2013 với tổng mức đầu tư là 8,7 nghìn tỷ đồng, nhưng đến năm 2019 vẫn chưa hoàn thành, trong khi tổng mức đầu tư đã tăng lên hơn 18.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn các quan ngại về việc Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ lạc hậu và đưa nhân công của họ vào Việt Nam, gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh quốc gia. Trước những lo ngại này, nhiều chuyên gia và người dân đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai minh bạch và ưu tiên các nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai lầm như trong quá khứ. Theo giới quan sát, đã có không ít những nghi ngờ về sự áp đặt cũng như sự gấp rút của Thủ tướng Phạm Minh Chính vì cương quyết chỉ bàn làm, không bàn lùi. Phải chăng đã có sự thúc đẩy của ban lãnh đạo Bắc Kinh? Đây sẽ là một cái chết đã được dự báo trước. Sau ông Vương Đình Huệ thì số phận Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tạm tha bổng cho cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hiện nay cái tên cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang là chủ đề được quan tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố có liên quan đến vấn đề tham nhũng và sai phạm trong thời gian đảm trách chức vụ lãnh đạo bộ máy của nhà nước. Kể từ tháng 1 năm 2023, sau khi bị buộc từ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giữ im lặng trước công luận. Tuy nhiên, gần đây trong lời khai của Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết ông nhận chỉ thị từ cấp trên, tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong việc giải quyết các đơn thư liên quan đến vụ việc của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc công khai thông tin này dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông Phúc có thể bị xử lý pháp luật trong thời gian sắp tới. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, con gái của Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang đã tham gia và hỗ trợ để doanh nghiệp này rửa hàng tỷ đô la từ Việt Nam qua Hồng Kông trong giai đoạn 2021-2022. Theo giới thạo tin, các cáo buộc này đang được cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra, xử lý sớm để đưa ra kết luận. Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức về việc ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị truy tố hay xử lý pháp lý. Và tương lai chính trị của ông Phúc vẫn đang là một ẩn số. Trong bối cảnh chính trường Việt Nam hiện nay có nhiều biểu hiện hết sức phức tạp. Theo giới quan sát quốc tế, số phận của Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thâu tóm quyền lực trong đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại thời điểm hiện tại, khi ông Tô Lâm vẫn chưa nắm được quyền lực tuyệt đối, kế hoạch thâu tóm của các phe phái chính trị như Nghệ An của Phan Đình Trạc, Hà Tĩnh của Trần Cẩm Tú, Quảng Nam của Bảy Phúc vẫn chưa thành công. Trước đây, việc truy tố một cựu thành viên tứ trụ như Nguyễn Xuân Phúc là điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phải chăng đó là những tín hiệu mở đường cho Tổng Bí thư Tô Lâm để tiếp tục nhắm đến các quan chức cấp cao trong đảng? Điều đó cho thấy số phận chính trị của Nguyễn Xuân Phúc càng lung lay và ngày sổ khám của ông Phúc xem ra cũng gần hơn rất nhiều. Quy trình kỷ luật của đảng rõ ràng có sự thay đổi cơ bản. Việc kỷ luật đảng sau khi xem xét miễn nhiệm, bãi chức của các ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc thay đổi khá xa, nghĩa là sẽ không có vùng cấm hay vùng kín, bất kể người đó là ai, như ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Đồng thời, việc xử lý ông Phúc được cho là với mục đích giết gà để dọa khỉ, để từ đó có thể tạo tiền lệ cho việc
Tổng Bí thư Tô Lâm có thể xem xét trách nhiệm các lãnh đạo cấp cao khác trong các vụ việc tương tự, nhưng ông Tô Lâm có thành công được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong số các cựu lãnh đạo cấp cao đã về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý hơn so với những người tiền nhiệm khác. Nguyên nhân được cho là ông Phúc thân cô thế cô, thiếu sự hậu thuẫn của các phe nhóm trong nội bộ của Đảng. Điều đó sẽ khiến ông Phúc dễ bị nhắm đến trong cuộc điều tra chống tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin sau Vương Đình Huệ, số phận của Nguyễn Xuân Phúc sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.